tự xa lìa sân giận cũng khuyên người khác xa lìa sân giận thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa sân giận hoan hỉ khen ngợi người xa lìa sân giận tự xa lìa tà kiến cũng khuyên người khác xa lìa tà kiến thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa tà kiến hoan hỉ khen ngợi người xa lìa tà kiến đại bồ tát ấy ngay trong mộng cũng chẳng hiện khỏi mười ác nghiệp đạo huống là lúc tỉnh này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển. lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển thì vì làm lợi ích cho tất cả hữu tình mà luôn tu bố thí ba la mật đa vì làm lợi ích cho tất cả hữu tình mà luôn tu tịnh giới ba la mật đa vì làm lợi ích cho tất cả hữu tình mà luôn tu an nhẫn ba la mật đa vì làm lợi ích cho tất cả hữu tình mà luôn tu tinh tấn ba la mật đa vì làm lợi ích cho tất cả hữu tình mà luôn tu tịnh lự ba la mật đa vì làm lợi ích cho tất cả hữu tình mà luôn tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, thì các giáo Pháp thanh tịnh mà họ thọ trì tư duy, đọc tụng, rốt giáo thông lợi, đó là khế kinh, ứng tụng, ký biệt, phúng tụng, tự thuyết, duyên khỏi, bổn sự, bổn sanh, phương quảng, hy Pháp, thí dụ, luận nghị, đem những pháp như thế thường ưa bố thí cho tất cả hữu tình luôn nghĩ thế này nên làm thế nào khiến cho sở nguyện cầu chánh pháp của các loài hữu tình đều được đầy đủ lại đem thiện căn pháp thí ấy ban cho các hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như vậy thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối truyền